tôi nhất đoạn 16 Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. Không cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi đang đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những cái ấy sẽ đi với tôi. Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon. Vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú tại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa. Để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghét qua mà thôi chúa cho phép thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu nhưng tôi sẽ ở lại thành epheso cho đến lễ ngũ tuần vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi lại có nhiều kẻ đối địch nếu timothy đến thăm anh em hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi. Nên chắc có ai khinh người. Hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi. Vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em, chúng ta là Apollo. Tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi. Người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức hãy vững vàng trong đức tin. Hãy dốc trí trưởng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sephana là trái đầu mùa của sư A Chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ và hãy kính phục những người thể ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc cùng khó nhọc với chúng ta. Sevana, Fortuna và Achaiker đến đây. Tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn. Vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ Asi chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào thăm anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phaolô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bạn có ai không kính mến Chúa thì phải bị Ananthem Maranatha. Nguyện xin ơn của Đức Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ.